đường phố như thế này mấy anh công an đứng kiểu này làm ăn gì được nữa anh em. Thua rồi. Nghe chưa mà. Ý là làm cái không? Làm cái không? Ok. Chăm chăm không? Tất bình lắm không? Hôm nay chơi lớn lấy 68 chạy phố luôn nha. Á, xe làm gì ồn chứ hả? Xe làm gì ồn chứ hả? Thấy ghé nổ không? Nếu bị lỗi, nổ lật lỡ thì xui rồi, nhảy... Lỡ gì hay là cài bách phai? Ừ. Tự nhiên giờ nó nổ luôn. Đó, xe mình 68 chạy như xe Vinh nè, còn xe nó xe nó bô xăng lửa như là gì vậy? Nay lấy 68 chạy ra phố đi bộ giao lưu với mấy anh em phố đi bộ anh em. Tại vì bữa giờ người đó hot quá với lại lâu lắm rồi cũng chưa ra phố đi bộ chơi. Này lấy 68 đi dạo vòng vòng chơi anh em. Chứ không có đấy, lâu lâu để chạy cho nhớt đổ lên đầu rồi cho cái máy rồi nó phải khỏe một chút. Chiếc G15 nó đầy nô bên tiệm mình đó anh em. Chứ là làm bôi xăng lửa bên tiệm mình luôn. Đó, đi chung sợ bị bắt lầy quá. Đã mình sợ mấy chiếc bô nổ rồi, đi đau đầu luôn. Quá mát luôn. Đây, cả một tuần nay là ngày nào cũng mưa. May mắn là có bữa đây đi là không mưa anh em. Chờ canh hết mưa để đi để quay phố đi bộ cho anh em xem. Tại bây giờ ra phố đi bộ ngay cái chỗ kia kìa, mấy anh em hay tụ tập đồ gây lắm, giật xe đồ móc đầu đồ quá trời luôn. Công an bắt chết luôn á. Đi kiểu này ra phố đi bộ công an bắt chết luôn á. Hết luôn, giờ 15 không thấy xác nữa luôn. Đó, ok anh em. Thì đã tới phố đi bộ. Gần tới thôi anh em, sắp tới thôi. Rồi ra đây cho anh em rửa mắt nha. Rửa mắt những cặp đôi yêu nhau. Như có một anh da dét chạy phía sau mình bị công an rồi. Ghê vậy. Ủa, hai em gái đã bị thổi vô rồi. Ghê quá, ghê quá. Làm sao bộ mình êm ru rồi. Chỉ là không gắn khiến hậu thôi. Chỉ là mình không có gắn khiến hậu thôi nha. Chứ xe mình xe Vinh nữa nha. Ô Vinh nữa nha. Ở đây mới xây cái cầu đẹp lắm anh em. Quá trời đẹp luôn á. Trời đốt chạy nhanh quá vậy trời. Chạy chậm chậm đồ. Để dạo phố chạy đâu như cướp gì không, chạy từ từ thôi chứ lớn rồi như nít đâu chạy cái kiểu. Mà theo mình cảm nhận cái bô của mình nó nổ rồi
em hơn là bô xăng lỗi đó anh em. Cho nên nhiều khi chạy ngang không làm ảnh hưởng ai luôn á. Nổ giống như là bô bị bể gì đó, chứ không phải là bô móc nữa. Đi cái cổ chà bá nhưng mà cái đít như cái gì đó, hơn đít vinh một xíu. Ôi, mong là đi vô phố đi bộ mọi thứ đều ổn ha. Lâu lắm rồi mới giác mặt, giác chiếc xe ra này chạy đi dạo phố với mấy anh em. Giờ này xe hơi đông dữ vậy. Này không thấy mấy Gation Boy. Này đường láng ghê. Nhưng mà đường trống quá thì sợ công an anh em. Đường trống quá sợ công an lắm. Chẳng hạn đường đông đông một xíu không có mấy anh giao thông. Chắc trời mưa xong đường nó sạch sẽ lắm. Chắc này không có mấy anh đô thị, nếu mà có mấy anh đô thị là đuổi mấy xe hay là bắt luôn á anh em. Bắt mấy xe dọn trên này nè. Chỗ đây có hát hò thì lúc nào cũng đông á. Hát hò hay là nhảy gì đấy. Chắc là nhảy. Nhảy. Mình quay trong đó không được anh em, quay là dính nhạc bản quyền á. Tại người ta đang mở nhạc nhảy á. Vô quay là dính bản quyền hết. Đó, một cặp đôi chạy Vision, một cặp đôi chạy Sitter, hai bạn trai chạy VS. Ủa sao? Đây là phố đi bộ nha. Ủa đây là phố đi bộ hả? Ờ, đây là phố đi bộ nha. Kì vậy? Đèn đỏ rồi, rồi đèn xanh rồi. Ủa, nay công an đứng ngoài đó luôn rồi. Nay công an đứng ngoài đó rồi. Su Cà Na anh em, tại cái khu vực đó hay chạy mấy idol đang dựng xe ở đó này kia, móc đầu rồi các kiểu lắm anh em. Mà sao có công an đứng đó rồi, nhưng mà công an đi là chắc chắn là công an đi là có mấy sinh boy ở đó tụ tập lại thôi. Ồ, quay Bồ Đàm quá đẹp, chắc là 54 danh dinh. Bây giờ quay ra đường hay làm 54 danh dinh lắm. Anh em, khu vực này đã bị mấy anh đô thị lập chốt, cho nên là không có một Jason Boy nào đứng đó luôn. Honda Beat, mình anh em là coi kênh mình lâu thì sẽ có chiếc này nè, nhưng mà mình bán cho chị dâu của mình nè anh em. Đi nhiều xe quá cũng ấy lắm. À bít này bít đời sau, à đời trước nữa anh em. Còn bít mình bít đời sau. Cho nên là nhìn cái đầu đèn phía trước là nó sẽ khác hơn. Chứ chiếc bít này. Có ngày em đang đứa chạy G15 hồi nãy anh em đứng đó. Thì vô đây mình đứng để chờ xem mấy anh ấy đi rồi. Ủa tới nhanh vậy? À đậu đông quá nó đuổi hả? Đậu qua đây được không?
À. Trời, xe mình phải cắt trong hốc luôn anh em cho an toàn. Đó. Bà cô này bắt kêu xe đậu phải đem vô đây đợi. Uống gì? Hả? Bà cô này bắt kêu đi xe đậu phải đem vô đó đợi. Xe Vinh thì để vào đây. Mày gan để ở đây chứ hả lụm mày. Alo anh em, nay ra phố đi bộ định quay mấy anh Jason Boy cho anh em xem mà đường phố như thế này mấy anh công an đứng kiểu này làm ăn gì được nữa anh em. Thua rồi. Đứng kiểu này là cái khu vực này là mấy anh Jason Boy hết nhận ra rồi. Không ai dám tới luôn á. Điều hiu thì bên này có mấy top Racing Boy đang đứng đây anh em. Đó. Đó. Đó, đây tài đốt. Thôi giờ cứ đi đi. Thôi. Gắt quá anh em, nay không ra quay được mấy anh Jason Boy móc đầu rồi. Tại vì mấy bữa mình ra mình đi quay top top á anh em thì không có công an làm, đứng đông đen luôn, móc đầu rồi ra đời rồi ra chạy rồi quá trời luôn. Nhưng mà mình nghĩ mấy anh em xe độ da này quay cái kiểu đó là cũng không có tốt mấy nha. Da này chơi nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Cái này là chỗ gọi là chỗ công cộng mà, chỗ đi chơi rồi vui vẻ hóng mát đồ, chứ anh em đi ra đó mà làm nẹt bô móc đầu gái là ảnh hưởng, giết công an sợ mấy anh em xe độ luôn. Rồi bây giờ mình chạy lên cầu mới anh em, xong rồi mới quay đầu chạy về được. Đua mấy anh mô tô chạy ác quá. Mát luôn. Làm cái không? Hả? Làm cái không? Làm cái không? Làm cái không? Ok. Chăm. Vũ giờ 15 làm cái cho xé khói luôn anh em. Và phố đi bộ quay không được cái gì hết. Yeah.
chắc chấp đời trước luôn á. Đi đường ngã từ Thủ Đức về hay là đi đường trong? Đi lên về giờ luôn. Tích luôn, trưởng một cái là mất tích luôn. Bo nhỏ thôi anh em mà trưởng một cái là mất tích. Trưởng một cái là mắc xác.